Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu Thiên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ngày mai là đã bước sang một năm mới, năm 2024 rồi. Em chúc cho tất cả các cô chú anh chị bước sang một năm mới 2024 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và một năm mới nhiều khởi sắc, nhiều may mắn mới ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều cái dòng hàng lan tẹp để cô chú anh chị mình có những cái dòng lan nụ này, những cái cây lan thuần ạ và những mặt hàng kg, những cái cây lan đang nụ rất là đẹp luôn để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức những cái bông hoa trọn vẹn vào Tết tới cũng như xuân tới này cô chú anh chị nhé. Và giá buổi tối ngày hôm nay cũng rất là nhiều những cái loại lan mà với giá sẽ vô cùng là yêu thương luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 32.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị vẫn là cái dòng long tu xuân. Cái lô long tu xuân về cái giá cực kỳ là yêu thương, chưa bao giờ rẻ như vậy từ trước đến nay luôn. Một cái trong những dòng lan phải nói là dễ thuần, dễ chăm và sai hoa nhất trong tất cả những dòng hoa lan ạ. Cây rất là đẹp, vừa tầm ghép luôn. Long tu xuân ngày hôm nay với giá chỉ có 160.000 trong kg thôi ạ. Với nửa kg của chính chị có một cái dòng lan đẹp mê luôn. Và sang bên này đây là dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm nhá. Cái dòng lan này thì sở dĩ nó có hai cái tên như vậy chắc có lẽ là bởi vì cái dòng hoa này cực kỳ là bền hoa và rất là thơm. Bông hoa như là những cái bông hoa nhựa dày cộp luôn, độ bền khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng. Có lẽ vì vậy mà nó có tên là kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm đấy ạ. Và thời điểm bây giờ những cái cây lan kim điệp nhựa này thì nó đang bắt đầu là nhú nụ thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị lấy bây giờ thì sẽ được thưởng thức hoa một cái mùa hoa trọn vẹn nhất ạ. Cô chú anh chị mình có thể nhìn cho em này, những cây lan kim điệp nhựa thì hiện tại có những cây đang nhú nụ và có những cây nhú nụ thì nụ của nó cũng chỉ bé xíu như vậy thôi và cũng có rất là nhiều thân mà thời điểm bây giờ nó chưa có nhú nụ, nên là chắc chắn một điều rằng cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức hoa một cái mùa hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị nhé. Và dòng lan kim điệp nhựa hôm nay thì với giá cũng chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị biết rồi là giá kim điệp nhựa lô trước đây em vừa bán xong đây thôi vẫn là 170.000, mà bán hết lô này rồi có lẽ là cái giá 150.000 lại không có nữa đâu cô chú anh chị ạ. Nói chung cái lô này thì em về được cái lô hàng mà đẹp, những cái cây dề khá là lớn. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ đấy ạ. Hàng xanh mướt như vậy này, đang chờ đợi cho một mùa hoa xuân với những cái bông hoa vàng rộ, cánh sáp bóng và với môi tua rất là độc đáo đây. Giá có 100.000 trong kg thôi. Em bán ngay từ 0,3 kg, tức là với số tiền là 30.000 để cô chú anh chị mình có thể có ngay giỏ lan mà ngắm một mùa hoa thôi cũng đã mắt ạ. À, sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm tím hàng rừng này cô chú anh chị này. Đây là cái dòng lan trầm tím hàng rừng nhá. Hàng thì 100 gần như là 100% thân tơ. Thân nào thân đấy căng mướt và cô chú anh chị có thể thấy nhìn những cái bông bắt đầu là đã bắt đầu là chồi, có những cái mắt nụ rất là rõ ràng như này rồi. Và trầm tím hàng rừng hôm nay em bán với giá chỉ có 350.000 trong 1 kg thôi, mà hàng gần như là 100% thân tơ luôn. Em bán ngay từ 0,2 kg đi cô chú anh chị. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em đang cân là một lượng 1 2 một dề, hai dề, ba dề, bốn dề. Bằng này thân tơ này cô chú anh chị về, cô chú anh chị ghép được một giò xinh. Và ở chỗ này thì chưa đến rơi đến 0,2 kg đâu ạ. Đó, tức là em sẽ bán ngay từ 0,2 kg là 70.000, 70.000 để cô chú anh chị mình có thể có những cái giò lan trầm xinh đẹp để mà ngắm và thưởng thức hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đó là dòng lan trầm tím hàng rừng ạ, trầm tím rừng đấy ạ. Và hàng này thì rất là nhiều thân tơ. Còn sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo vôi bắc này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vôi bắc về cái độ thơm của nó có thể nói rằng là nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Dễ thuần, dễ chăm, hoa thì siêu thơm. Cái dòng lan này thì em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg. Cái dòng lan hoàng thảo vôi em cũng bán ngay từ 0,3 kg. Còn sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo kèn.
Cái dòng hoàng thảo kèn này thì hoa của nó có thể nở vào thời điểm Tết luôn. Thời điểm bây giờ thì có rất là nhiều những cây kèn đã bắt đầu là sưng nụ rồi đây cô chú anh chị này. Thậm chí về có thể những nơi ấm áp có thể nở hoa trước cả Tết luôn, cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đó, và riêng cái dòng kèn này thì sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Ví dụ như là thân dài 50 cm hay là 60 cm thì 60 cm chẳng hạn, thì cái phần hoa của nó dài ít nhất phải tầm 40 cm. Nói chung là mỗi một thân sẽ là một cái suối hoa đẹp tuyệt vời. Cô chú anh chị mình thưởng thức hoa. Dòng hoàng thảo kèn cũng với giá là 350.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Hàng phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Những cái thân kèn mập nú như vậy nên là chắc chắn rằng hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa kèn rất là đẹp. Ở đây em đang cân với lượng 0,3 kg này cô chú anh chị này, 0,3 kg. Thì cô chú anh chị mình sẽ được một cái lô kèn. Một cái lô kèn như thế này rất là đẹp luôn, nhiều cái thân kèn như vậy, tức là cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp mê để mà thưởng thức hoa xuân rồi, với cái số tiền chỉ có hơn 100.000 thôi, 105.000 thôi cô chú anh chị nhá. Dòng lan hoàng thảo kèn đây ạ. Và sang bên này đây thì em đang có dòng hỏa hoàng cam. Cái dòng lan với sắc hoa cam lửa rực rỡ, cái mùa ghép rất là đẹp. Cô chú anh chị thấy rồi ạ, sang một năm mới rồi và cũng hơn một tháng nữa thôi là bước sang xuân. Những cây lan bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bắt đầu cho những bông hoa tuyệt vời. Nên là cái thời điểm mà rất là đẹp trong năm của cô chú anh chị ghép những cái cây lan này. Em đang để giá có 270.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi, tức là hơn 50.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể có những trụ lan hỏa hoàng cam rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Đó, 270 và bán ngay từ 0,2 kg của chú chị nhá. Tiếp sang bên này đây thì em đang có cái lô giáng hương đuôi sóc này. Nhìn cây cái đuôi sóc mùa này thì thực sự rất là chán luôn, bởi vì nhìn cây tóp nước mà không có được đẹp mã đúng không ạ. Nhưng mà cái mùa này cô chú anh chị mua thì phải nói là siêu lợi cân cô chú anh chị nhá. Siêu lợi cân mà là cái mùa ghép quá là đẹp trong năm. Đó, một dạo nữa thôi là cây bắt đầu sẽ cho nụ này và bắn những cái rễ non tơ mới, cây sẽ bắt đầu căng và hồi trở lại. Cô chú anh chị có thể có ngay những giỏ lan rất là đẹp. Em đang bán giáng hương đuôi sóc này chỉ với giá có 110.000 cho 120.000 trong 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì một cái lô giáng hương đuôi chồn rất là nhiều luôn cô chú anh chị này. Một cái lô chồn cực kỳ là nhiều, hơn chục cây. Đó, mùa này cây chồn thì nhìn nó cũng như vậy, tóp nước. Nhưng mà lại là cái mùa ghép rất là đẹp luôn. Thì cái lô giáng hương đuôi chồn này em xin phép được bán với giá là 60.000 đi. Cả một lô này 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một cái lô hoàng thảo hoàng lạp đây ạ. Rất nhiều. Lô này về cô chú anh chị có thể làm 2 chậu hoặc là làm 1 chậu được. Em bán cả lô này với giá 60.000 luôn này cô chú anh chị này. Bên này đây thì em đang có 2 cái lô hoàng thảo thập hoa. Mỗi một lô cực nhiều như vậy, em đang để một lô như vậy sẽ là 50.000 cho một lô thôi cô chú anh chị nhé. 50.000 cho một lô hoàng thảo thập hoa. Mỗi một lô như này chắc cô chú anh chị về cũng có thể làm được một trụ, hoặc là ghép chậu có thể được cả 2 chậu luôn. Và bên này thì em đang có một cái lô hoàng thảo đùi gà. Cái lô này thì em sẽ bán thanh lý xả này 20.000 đi, 20.000 đi cho cô chú anh chị nào mang về ghép đấy ạ. Cây thì nói chung là không có xấu cô chú anh chị nhá, vẫn thưởng thức hoa bình thường đấy ạ. Hơi xấu mã một chút theo thôi, nhưng mà đảm bảo vẫn là đảm bảo cây giống cho cô chú anh chị mình. Đặc biệt ạ, hôm nay này em về một cái lô hoàng thảo trúc Phật Bà. Cái lô này sẽ là lô trúc Phật Bà cuối cùng rồi cô chú anh chị ạ, vét vườn rồi cô chú anh chị nhá. Một cái lô trúc Phật Bà rất là đẹp như thế này, hàng đang chi chít là nụ luôn, gần như là 100% thân tơ cô chú anh chị ạ. Dòng trúc Phật Bà này em đang để giá là 500.000 cho 1 kg. Một cái dòng lan mà ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như là mùi thuốc bắc rồi, và cái cảm giác thực sự rất là thư giãn luôn. Chưa có ngửi hoa đâu ạ, chưa có thưởng thức hoa đâu ạ, mà chỉ thưởng thức cái thân thôi, mùi hương của thân thôi đã cảm giác thực sự thư giãn tuyệt vời luôn rồi. Và cái mặt hoa của trúc Phật Bà này thì cái độ đẹp sắc nét của nó thì khỏi phải bàn luôn rồi. Cô chú anh chị nhìn này, đó, nào thân đấy chi chít là nụ luôn như vậy. Với giá tiền là 500.000 cho 1 kg, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Cô chú anh chị mình có thể cùng em xem với 0,3 cô chú anh chị mình có thể được một cái lượng hàng như thế nào để cô chú anh chị cân đối nhé. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em này. Đây là một cái lượng trúc Phật Bà với khối lượng là 0,3 kg. Em đang bốc xô một lượng như vậy. Cũng được khá là nhiều thân tơ, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 cái thân tơ. Nói chung là tùy cái độ ngắn dài. Đó, cô chú anh chị này, hơn 0,3 một xíu xíu. Tức là 150.000 là cô chú anh chị có một cái giò lan thực sự rất là đẹp rồi. Để mà thưởng thức hoa Tết, cô chú anh chị nhé, thưởng thức hoa Tết. Và riêng dòng trúc Phật Bà này nó không phải chỉ đẹp thơm ngay từ cái thân lá của nó và hoa, mà người ta còn quan niệm rằng những cây trúc Phật Bà này Tết đến xuân về mình có một cái giò lan trúc Phật Bà trong nhà.
thì người ta còn quan niệm rằng là nó có thể đem đến cái sự an lành, cái vận may cho những cái thành viên trong gia đình mình, và mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn. Nói chung là cái lô trúc của bà về rất là đẹp cô chú anh chị ạ. 500.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Bên này đây thì em đang có một cái lô hoàng thảo xoắn cũng khá là nhiều thân tơ đấy ạ. Và lô xoắn này thì em đang bán nó cũng là nguyên một dề, có hai dề như thế này. Em đang để giá cả lô xoắn này là 90.000 thôi. Bên này đây là một lô thông đất hay còn gọi là dâu rồng đấy ạ. Và cái lô thông đất này em để giá là 40.000 nhá. Và tiếp sang bên này đây ạ. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của cái dòng lan cái đen đô chớp bịp. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào mà đặc biệt là chơi cái dòng đen đô chắc chắn không thể thiếu những cái bông chớp bịp này trong nhà, đúng không ạ? Một cái dòng lan mà hoa vô cùng là thơm. Thơm nhức mũi luôn cô chú anh chị ạ, và cực kỳ là bền hoa. Rất là bền hoa luôn cô chú anh chị nhá. Những bông hoa cánh chớp vàng rất là đẹp như thế này, ban ngày cái sắc đỏ rất là sáng luôn. Viền vàng cực kỳ là nổi bật luôn đó cô chú anh chị. Và một cái chậu như vậy, thời điểm bây giờ là cây đang đứng đọt, và bắt đầu cho hoa ở cái đầu ngọn này là cô chú anh chị này. Đó. Bắt đầu cho hoa ở cái đầu ngọn như vậy. Thì một chậu như vậy rơi vào ít nhất là 3 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhá. Rơi vào ít nhất là 3 thân. Mập nụ đẹp như thế này. Dòng cho hoa quanh năm luôn. Em đang bán với giá là 160.000 cho một chậu. Đó, 160.000 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây thì em có những cây lan đai châu rừng bóc trụ này. Dòng đai châu rừng bóc trụ này em đang bán hàng cân với khối lượng chỉ có 220.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. 220.000 cho 1 kg thôi. Và cô chú anh chị mình có thể lấy 1 kg rơi vào có thể khoảng tầm 2 cho đến 4 cây hoặc là 5 cây đấy ạ. Thì hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng cho em theo hình đai châu hay còn gọi là nghinh xuân, là ngọc điểm đấy ạ. Ở đây thì đây cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình cho em cũng được hoặc mua hàng cân cũng được nhá. Hình này em gọi là hình số 3 này. Một cái cặp đai châu nghinh xuân ngọc điểm rất là đẹp như vậy. Em đang để giá có bao nhiêu ạ? 170.000 thôi cho hai cây rất là to. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 4 này cô chú anh chị này. Hình số 4 là một phần châu có 3 cây luôn nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây rất là to luôn đấy ạ. Và với giá tiền ở đây chỉ có giá là 140.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5 này, một cái cặp đôi phải nói là cực hoàn hảo và to vip luôn cô chú anh chị. Đó, to vip và đẹp luôn, một cặp đôi như vậy. Em đang để giá của nó đang là 200.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 6. Hình số 6 cũng là một cái cặp đôi rất là đẹp. Một cặp đôi rất là đẹp luôn, cây bên dưới to bự chảng luôn cô chú anh chị nhá. Và cặp đôi này thì cái cây này bị lỗi lá một chút nên là em sẽ để giá cả cặp này với giá chỉ có 160.000 thôi ạ. 160.000 thôi. Riêng cây bên dưới thôi cũng đủ giá trị 160.000 rồi cô chú anh chị ạ. Cây bên dưới cực kỳ là to và đẹp luôn. Đó cô chú anh chị này. Coi như cây bên trên là tặng luôn đấy ạ. Và ngoài cái dòng đai châu rừng thì em còn có thêm cả những cái cây đai châu Thái. Cái dòng đai châu Thái thì đủ màu sắc luôn ạ. Đủ màu sắc luôn với những cái sắc hoa cực kỳ là tuyệt vời như thế này. Và mỗi một cái chậu đai châu Thái gồm có một cặp đôi gồm có hai cây nhé chú chị nhé. Đây, cặp đôi gồm hai cây như thế này và hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Thì em đang để giá một chậu như thế này là 180.000 cho một giò thôi cô chú anh chị này. 180.000 cho một chậu thôi, hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn trực tiếp theo hình ở đây. Hình số 12 180.000 này. Hình số 13 cũng là 180.000 ạ. Và hình số 14 cũng là 180.000 đây, trong một cái cặp đôi rất là đẹp và cũng đã nhú nụ đều ạ. Cặp này rất là đều đẹp. Và sang hình tiếp theo là hình số 19 ạ, 180.000. Và hình 20 cũng là 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000 đấy ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái nụ đỏ chót ấy phần này. Và sang bên này là hình số 7 này. Hình số 7 là một cái cây đâu? Hình số 8 180.000. Và bên này là hình số 7. Em có một cái cặp, một cái cây mà có rất nhiều cặp lá như thế này. Bị rách lá bên trên một chút xíu thôi. Và cây này thì cực kỳ là nhiều cặp lá. Em đang để giá là 130.000 cho cây này nhá cô chú anh chị nhá. Bình thường là giá 170-180 đấy ạ. Và bên này ạ là cái dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng ạ. Cái dòng hoa mỗi một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng là siêu nụ như thế này này cô chú anh chị. Về trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc thì thực sự nó quá là tuyệt vời. Đó cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ.
cây rất là khỏe luôn. Dòng này thì với cái mùi hương của nó, cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức rồi thì chắc chắn là biết rồi, cái mùi hương cực kỳ thơm đúng không ạ. Và một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng, và nó to và nhiều nụ như thế này này, em đang để giá có 120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường với những cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng mà nhiều nụ như thế này, nhiều thân như thế này, chắc chắn người ta không bán dưới 170.000 đúng không ạ. Những cái nơi bán rẻ nhất chắc chắn cũng phải bán tầm 170 rồi. Thì ở đây em đang để giá là 120.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan, những cái chậu lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Những cây lan mà mỗi một cây sẽ có rơi ít nhất là 2 ngồng hoa cô chú anh chị này. Rơi 2 ngồng hoa và rất là khỏe luôn ạ. Thì mỗi một chậu lan hồ điệp lá biên lá phát tài như vậy, em đang để giá là 45.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 45.000 cho một chậu. Thôi hôm nay những cây hồ điệp lá biên này em để giá 30.000 đi cô chú anh chị. 30.000 đi. Thì em thấy là hiện tại là có những cây nó có một ngồng hoa hoặc là hai ngồng hoa. Một ngồng hoa hoặc là hai ngồng hoa thôi. Nhưng mà cây rất là khỏe luôn. Đó, về cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi có thể để làm giống này. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân siêu VIP luôn cô chú anh chị nhá. Những cái giò này mà cô chú anh chị đến Tết đến xuân về mà cô chú anh chị có những cái giò đen rô xuân như vậy thì em nghĩ là không gì tuyệt vời hơn. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em mỗi một cái giò đen đô xuân như vậy. Cái chiều cao của những cây thân nhất, cao thân dài nhất của nó phải đạt đến 60 cm. Cô chú anh chị tưởng tượng nó đẹp cỡ nào. Về cô chú anh chị có thể để trên đôn hay là để trên một cái kệ nào đó. Khi mà đến mùa hoa đến thì em nghĩ rằng là những cái giò này chắc chắn sẽ vô đến Tết đến. Khi mà giò này nở hoa chắc chắn là vô cùng rực rỡ. Đen đô xuân sai bông chi chít như thế này, với chậu nó quá là đẹp. Và mầm gốc thì cũng đang lên nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe luôn ạ. Đấy. Và riêng dòng Dendro thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm cho em nhé. Mặt bông nào cũng không có điểm nào chê được luôn ạ. Và một cái chậu lan như thế này, cực VIP và đẹp như thế này, em đang để giá bao nhiêu ạ? Quá là đẹp luôn, quá là đẹp luôn, thực sự luôn cô chú anh chị. Một cái chậu lan như vậy em đang để giá có 190.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Sẽ là những cái siêu phẩm tuyệt vời cho Tết tới này luôn. Đó, những cái giò mà chưa có nụ thì không nói làm gì, nhưng mà hiện tại là cây đang nhú nụ rồi cô chú anh chị này. Nói chung là trong một chậu thì cũng có những thân đang nhú nụ và cũng có những thân chưa nhé cô chú anh chị nhé. Có thể là nó sẽ nụ sau hơn một chút xíu, nhưng mà nó quá đẹp cô chú anh chị ạ. Và ngoài ra thì ở đây em còn có một cái mặt bông mà hiện tại đang chuẩn hoa rồi. Về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa luôn. Từ bây giờ cho đến Tết hiện tại đang có những bông hoa ở bên dưới chân này. Một số bông đang nở, nhưng mà cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đây chỉ là một số bông hoa đầu ngọn thôi. Còn lại thì trên thân nó chi chít là nụ như thế này này. Đó, cái phần nụ chính của nó vẫn chưa nở đâu cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị sẽ chơi hoa từ bây giờ cho đến Tết. Sẽ có một giờ hoa nở rộ đẹp này. Cái dòng Dendro vàng này mỗi một chậu là rơi vào khoảng tầm 5 thân hoa. Em đang để giá có 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là xinh đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Gần như chậu nào cũng đang có những bông hoa bói đầu ngọn nở trước rồi. Còn trên thân thì đang rất nhiều nụ như thế này. Đó cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Quá là đẹp luôn đúng không ạ. Có 110.000 cho một giò. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan Dendro vàng kim cương. Mà có lẽ là cô chú anh chị mình đã từng mua mỗi một chậu với... mà tính theo thân đúng không ạ, mỗi một thân có thể hơn vài 300.000. Còn hiện tại thì một chậu rơi vào ít nhất là 4 thân như thế này. Rơi vào ít nhất là 4 thân như thế này và có những cái thân nó đã bắt đầu là nhú nụ nhờ rồi cô chú anh chị nhá. Đây, hàng này là chuẩn mặt bông như vậy nhá, vàng kim cương. Hoa vàng và cái họng đen đi ạ. Cực sai bông luôn như vậy, cái dòng này thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Và mỗi một chậu rơi vào ít nhất là 4 thân như thế này em đang để giá có 140.000 cho một giò thôi. Cái dòng lan Dendro vàng kim cương. Đó, trước đây thân tính tiền trăm. Đây này, có những cái thân hiện tại đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Và bên này đây sẽ là cái dòng Dendro hoa tím này. Cái dòng này thì hoa của nó tím như kèn luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cái chậu thì cũng cực kỳ là sum xuê. Đây, hoa vô cùng là sum xuê như vậy nhá. Chậu rơi vào 7-8 cái thân hoa cực đẹp như vậy. Em đang để giá là 170.000 cho một chậu dòng Dendro hoa tím. Cái mặt bông này thì khi mà cô chú anh chị ngắm trực tiếp cái bông hoa nở, chắc chắn cô chú anh chị sẽ cực mê luôn. Và bên này thì em đang có một cái chậu kiều lộc bắc này. Duy nhất một cái chậu kiều lộc bắc thân mập nú như vậy em đang bán 150.000 cho một giò. Hoàng thảo chuỗi ngọc đây ạ. Với những cái thân thắt đốt sáng bóng luôn.
Và hiện tại thì cây đã bắt đầu là sưng, có những cái thân đã bắt đầu là nhú nụ này, cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, nhiều cô chú anh chị cứ muốn rằng là hàng phải nhìn thấy là nhú nụ rồi thì mới yên tâm. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái cây lan ấy, nó căng, nó đẹp như thế này này, thì không có lý do gì mà nó không cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp cả đâu ạ. Đó, chắc chắn rằng là một cái thời gian rất ngắn nữa thôi, nó sẽ cho cô chú anh chị những cái cần hoa, những cái vòi hoa vô cùng tuyệt vời nhá. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rơi vào 5, 7, 8 cái thân hoa chứ cô chú anh chị. Rơi vậy nhất là 7, 8 cái thân hoa luôn. Thân nào thân đấy sáng bóng cực đẹp như vậy, giá 160.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm sữa. À, giò thanh đạm sữa đang nhú nụ rất là nhiều luôn đây cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Chi chít là nụ luôn cô chú anh chị nhá. Gần như là mỗi một giả hành đều sẽ có thể cho mình một cho đến hai chùm hoa. Cái chậu sum xuê như thế này em đang để giá có 110.000 thôi ạ. À 100.000 chứ. 100.000 cho một cái giò lan thanh đạm sữa này. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan thanh đạm Indo. Những chậu lan thanh đạm Indo thực sự rất là tiếc là bây giờ nó đã nở hoa rồi. Nhưng chậu này vẫn còn có một cái vòi nụ này cô chú anh chị này. Dòng này cũng dễ thuần dễ chăm. Về cô chú anh chị chỉ việc treo như vậy và chờ hoa chăm tưới để chờ mùa hoa của nó thôi. Em đang để giá là 150.000 cho một cái giò lan thanh đạm Indo này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan năm cánh trắng Phú Thọ. Hàng chuẩn ươm ki nhá cô chú anh chị nhá. Không thì em không nói tí cô chú anh chị lại thấy em bán rẻ quá, lại tưởng là cái hàng gieo hạt. Hàng này là hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị ạ. À, mà trước đây là mỗi một thân Phú Thọ 1-2 năm trước thì cô chú anh chị biết rồi, cái giá Phú Thọ mỗi một sen vài 3 triệu đúng không ạ? Còn thời điểm bây giờ một cái chậu Phú Thọ cao dài 6-7-80 sen, hàng chuẩn ươm ki và nụ đẹp như thế này, em đang bán với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Em nghĩ rằng là một cái mặt bông Phú Thọ, mặc dù hiện tại cái dòng lan va nó đã sập sàn rồi, tuy nhiên cái mình không thể nào phủ nhận cái vẻ đẹp xuất sắc của dòng lan Phú Thọ đúng không ạ? Một cái mặt bông cực kỳ là đáng sưu tầm. Đó, một cái cây lan đẹp mộng mơ luôn. Với số tiền chiều cao 7-80 cm, giá chỉ có 80.000 cho một giò. Đó. Cho dành cho những anh chị nào đam mê yêu thích cái mặt hoa đẹp đúng nghĩa của nó đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể nếu như muốn có một cái tác phẩm đẹp ạ, cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em 3 chậu. 3 chậu chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò hoa, một cái tác phẩm tuyệt vời khi mà nó nở hoa. Riêng dòng Phú Thọ này thì cô chú anh chị mình yên tâm luôn nhé. Nó không phải là khó hoa như cái dòng HO đâu ạ. Mà sai hoa tự nhiên luôn, cái dòng Phú Thọ này sai hoa tự nhiên luôn. Mà cây giống rất là khỏe nên cô chú anh chị mình yên tâm. Đó, với số tiền chỉ có 80.000 cho một chậu Phú Thọ. Và em còn có cả những cái chậu mà em đã kích ki rồi thì em xin phép được bán với giá là kích hoa chứ, em xin phép bán 90.000. Còn những chậu em chưa kích ý, thì em sẽ bán 80.000. Cô chú anh chị lựa chọn loại nào thì báo em. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em, hiện tại thì em đang có những cái giò lan Vanda mà đang nụ cực kỳ là đẹp như thế này. Và hàng này thì chắc chắn rằng là cô chú anh chị sẽ có được những giò hoa cực xinh để mà cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết luôn cô chú anh chị nhá. Và mỗi một cái giò lan Vanda đang nở hoa và đang nở hoa đâu, đang nụ rất là đẹp như vậy đấy ạ. Em đang bán chạy số lượng với giá tiền chỉ có 110.000 cho một giò Vanda này cô chú anh chị. Về cô chú anh chị có thể treo như vậy và thưởng thức hoa luôn. Giá đảm bảo cô chú anh chị rằng lẻ mà ngang cả giá xỉ. Lẻ mà ngang cả giá xỉ, thậm chí là rẻ hơn giá xỉ. Ở đây thì em đang có tất cả là 5 mặt bông để cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. À, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm 5 cái mã màu của dòng Vanda đây. Mã màu số 1 này, màu số 2, màu số 3, màu số 4 và màu số 5 đây cô chú anh chị nhé. Có 5 màu sắc như vậy đấy ạ. Và bên này đây ạ là những cái chậu lan cắt lai A. Mỗi một chậu là những cái bụi rất là xanh tươi, khỏe và đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Xinh đẹp và nhiều thân luôn. Và một cái chậu lan cát như vậy em đang để giá có 80.000 cho một giò thôi ạ. À, nhiều cô chú anh chị cứ thích rằng là lấy phải lấy hàng là nó đang mèo nụ cơ. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là mình không cần phải lấy những hàng mèo nụ đâu ạ. Bởi vì khi mà cái nụ mà của cái cây này này, nụ mà chẳng hạn nụ lớn rồi ạ, vận chuyển đóng gói đến tay cô chú anh chị chắc chắn rằng là hoa sẽ không thể nào nở đẹp trọn vẹn được. Mà trong khi đó thì giá lại đắt đỏ. Đấy thì mình cô chú anh chị mình có thể lấy ngay những cái chậu như thế này về trồng chăm 1 cho đến 2 tháng thôi. À, cô chú anh chị mình có một cái giò lan chơi đẹp đúng nghĩa của nó nhá. Thì ở đây em đang có cái hai cái mã màu rất là tuyệt vời ở đây, mã màu số 1 đây và mã màu số 2 đây cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị yêu mến mặt bông nào thì cứ báo em ạ. Bên này đây sẽ là những cái chậu giả khao oai ạ. Những chậu giả khao oai, hàng cũng bao chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình. Và nói về khao oai thì
Cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì chắc chắn không lạ gì rồi. Với cái độ hoa siêu thơm vô cùng của nó, hiện tại có những thân nó đang nhú nụ như thế này rồi cô chú anh chị. Cũng có những thân chỉ đang rụng lá và chuẩn bị sưng những mắt nụ thôi cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp, rất là căng và rất là đẹp luôn như thế này này. Đó, chỉ cần một vài bông nở thôi là đã thơm kinh khủng luôn rồi đấy ạ. Thì một cái chậu như vậy rơi vào ít nhất là 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. 5 thân trở lên đấy ạ. Thân nào thân đấy căng mướt đẹp nõn nà như thế này. Em đang để giá, để giá có 130.000 cho một cái giò lan giả hạc Hawaii này thôi. Đây cô chú anh chị thấy là những cái chậu này thì rất là nhiều lá vàng đúng không ạ? Nhưng cái thời điểm bây giờ là cái hàng mùa xuống lá nhé cô chú anh chị nhé. Đây tất cả những cái thân nó cứ ra nụ như thế này là nó không còn có một cái lá nào luôn này cô chú anh chị này. Đó, hàng này là hàng mùa xuống lá, bắt đầu là cho nụ đây cô chú anh chị. Chậu rơi ít nhất 5 thân căng mướt cực đẹp với giá chỉ 130.000. Và một cái chậu duy nhất thôi ạ, giả hạc Pháp, rơi vào hẳn cả gần như là chục thân gì đó, 130.000 cho chậu này. Sang bên này đây, một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là chơi hoa Tết thì không có gì phải bàn về cái độ đẹp của nó. Cái dòng lan giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhá. Cái bông hoa giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhìn cái độ đẹp của nó ạ. Với bông hoa cánh tím chớp rất là đẹp như thế này, rất là rực rỡ như thế này, hoa thì sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Chớp Mỹ này khi mà nó nở ấy ạ. Trước đây thân 700-800.000 luôn. Còn bây giờ cô chú anh chị có một cái tác phẩm đẹp với giá tiền chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi có tác phẩm đẹp luôn rồi. Mà người chơi chớp Mỹ này này, cái giả hạc chớp Mỹ này không phải chỉ cái vẻ đẹp rực rỡ của nó đâu ạ, tuyệt vời của nó đâu ạ, mà còn là vì bởi vì cái mùi hương thơm quá là tuyệt vời của nó nữa. Thời điểm bây giờ thì những cái cây chớp Mỹ này cũng đang bắt đầu là có những cây nhú nụ rất là đẹp rồi đây. Hàng cũng sẽ chuẩn hoa Tết, hoa xuân tuyệt vời cho cô chú anh chị mình ạ. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng cho em chọn lựa này. Cái hình này em gọi là cái hình số 32 này. Chậu này hẳn 4 thân nhá cô chú anh chị nhá. 4 thân ạ. Và cũng có đang có những thân đã bắt đầu là sưng nụ như thế này rồi. Cô chú anh chị mình yên tâm cho em luôn. Hàng này thì quá chuẩn hoa Tết luôn, có 120.000 thôi cô chú anh chị này. Chậu tiếp theo là chậu số 33 này. Mầm gốc chi chít luôn cô chú anh chị, mầm gốc rất là đẹp luôn. Cái thân này dài đến cả mét luôn, hoặc đúng thân 3 thân trong đó có 2 thân dài cả mét luôn, với giá tiền chỉ có 100.000 cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị có thể lấy cho em hẳn cả một cặp đôi đi, hai chậu đi, hơn 200.000 một xíu là có tác phẩm quá đẹp đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo, hình 34 này, cái chậu này cũng là cái chậu 3 thân xinh đẹp nhá, với giá tiền là 110.000 luôn ạ. Và chậu số 35 này, chậu này rơi hẳn 5 thân luôn. 5 thân luôn cô chú anh chị ạ. Với giá tiền là 120.000. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? 120.000 cô chú anh chị. Một cái giò lan như vậy thôi khi mà nó nở hoa thì quá là xuất sắc luôn. Sang hình tiếp theo là hình 36 đây cô chú anh chị, chậu này 3 thân. Đó, mà cô chú anh chị thấy là có 2 thân hiện tại đang nhú nụ rất là đẹp rồi. Mà em nghĩ rằng là nhú rồi hay chưa nhú cô chú anh chị mình yên tâm đi ạ. Hàng chưa nhú thực ra chơi hoa trọn vẹn hơn. Cái chậu này em bán với giá là 110.000 luôn này cô chú anh chị này, 3 thân nhá. Và sang hình tiếp theo 37 đấy ạ. 37 4 thân đẹp mộng mơ, 120.000. Và 38 này. 38 quá là đẹp luôn, 4 thân quá đẹp cô chú anh chị ạ. 120.000 luôn ạ. Và hình 39 này cũng là 3 thân rất là đẹp như thế này, 110.000, siêu rẻ bèo bọt luôn cô chú anh chị nhá. Chậu này em bán 110.000 luôn, chậu 40 ạ. Quá rẻ cô chú anh chị ạ. Và bên này em đang có một cái chậu trầm rồng đỏ duy nhất này, chậu này em gọi là chậu 27 đi ạ. Duy nhất một cái chậu trầm rồng đỏ thôi ạ. Cái mặt hoa của nó cũng không khác gì trầm rừng luôn. Hiện tại cái thân này như là đang bắt đầu là sưng nụ rồi hay sao cô chú anh chị. Và cả chậu này rơi vào 6, 7 hay là 8 thân gì đó em để giá là 120.000 nhá. Và bên này đây thì em có những cái phần bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công thì em có bán hàng cân 1 kg với số tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 250.000 thôi, bình thường giá 300. Hôm nay em để giá 250.000, hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn ngay cho em theo hình ở đây. Giá tiền đảm bảo rẻ bất ngờ cho cô chú anh chị mình. Đây, cả một cái lô bạch ngọc đuôi công rất nhiều như thế này đi ạ. Trong những dòng địa lan mà có thể nói là đẹp nhất trong dòng địa lan và nở hoa Tết ạ. Mùa này thì cô chú anh chị ghép là tuyệt vời nhá cô chú anh chị nhá. Và cả lô này em bán có 120.000 thôi, gọi là cái hình số 30 đi ạ. Và hình tiếp theo là hình 29 này, 75.000 nguyên 2 dề. Và hình số 78 cũng em bán cũng là 80.000 đây, là hình số 28 nhá, 80.000. À, sang bên này đây ạ, là những cái cây lan hài cô chú anh chị này.
Nó, và những cái dòng lan hài này, đây là dòng lan hài kim nhá cô chú anh chị nhá. Tết đến xuân về thì cô chú anh chị mình có một cái giò lan hài nở trong nhà thì em nghĩ là cũng là một cái điều rất là thú vị và độc đáo này cô chú anh chị, nụ rất là xinh đẹp luôn như vậy. Và cái chậu lan hài kim em gọi chậu này chậu 21, tất cả những chậu này đều đang nhú nụ nhá. Em bán chậu 21 này với giá tiền là 130.000 này. Và chậu tiếp theo 22 ạ, quá đẹp luôn đây cô chú anh chị. 140.000 và chậu số 23 cũng là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu số 24 là 180.000, rất là đẹp luôn. Còn bên này đây sẽ là chậu 25 là một cái chậu mạc xuân hay còn gọi là cái dòng địa lan mạc quân tử đấy ạ. Hiện tại cây đang nhú nụ rồi. Cái chậu lan mạc xuân này em bán với giá 100.000, gọi là chậu 25, chậu 26 cũng với giá 100.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là những chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị về treo để nó phù hợp quen với cái thổ nhưỡng của cô chú anh chị và bắt đầu ngắm khi mà cây bắt đầu là nhú nụ. Cây bắt đầu là nhú nụ và cô chú anh chị được ngắm khi mà cây nhú nụ cho đến khi nó nở hoa thì em nghĩ rằng với những người chơi lan đó cũng là một cái điều thú vị đấy ạ. Cái sự chờ đợi, sự ngắm hoa, nhìn những cái cành hoa bắt đầu dài vươn dài ra và cho đến khi nó trổ bông, thực sự là một cái điều tuyệt vời hơn luôn cô chú anh chị này. Chậu số 16 nhá, một cái chậu dáng hương đuôi cáo rơi vào 4 cây đấy ạ. Em bán nó 170.000 thôi. Và chậu này thì chắc chắn rằng là sẽ cho hoa rất là đẹp luôn rồi. Và hình tiếp theo là hình 17 này, 180.000 cho chậu này. 170.000 ạ, 170.000 chứ. Chậu số 18 ạ, đẹp mộng mơ luôn. Cái bản lá to đùng này cô chú anh chị, trong đó có cả cây mẹ con nữa, cho nên em bán 180.000. Và chậu số 19 là 170.000. Chậu số 20 cũng là 170.000 nhá. À, hiện tại đây ạ, Tết đến xuân về rồi, hiện tại em đang có rất là nhiều những cái món đặc sản của vùng biển Cao Bằng gửi tới đem đến để được giới thiệu đến cô chú anh chị này. Ở đây ạ, đầu tiên là cái món nấm hương, đây là nấm hương của vùng Bảo Lạc Cao Bằng cô chú anh chị nhé, của rừng Bảo Lạc Cao Bằng đấy ạ. Và cái túi nấm hương như vậy em đóng gói là 1 kg với số tiền là 280.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị lấy nửa kg sẽ là 140.000. Và bên này là măng mầm, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nhìn cái sợi măng, chất măng là cô chú anh chị có thể biết được cái độ ngon tuyệt vời của nó rồi. Đây cũng là măng mầm của rừng Bảo Lạc nhé cô chú anh chị nhé. Một cái túi măng khô, măng mầm như vậy em đang để giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là cái miến rong này, miến rong sợi to nhé cô chú anh chị nhé. Cái sợi miến trong vắt ạ. Cô chú anh chị nào đã từng ăn cái miến này rồi thì biết độ thơm ngon tuyệt vời của nó, độ ngon tuyệt vời của nó. Và một túi miến rong như vậy là đóng gói 1 kg được siêu nhiều luôn ạ. À, giá em đang bán là 90.000 trong cái túi miến rong sợi to này nhá, chính chị nhá. Miến rong sợi to này. Và bên này đây thì em có chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ, trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000 m² so với mực nước biển. Quanh năm sương mù bao phủ và có vị thơm ngon cũng như là cái độ ngọt hậu tuyệt vời riêng của nó đây. Em đang bán một túi như vậy là 170.000 cho một túi một nửa kg nhé. Và bên này đây sẽ là cái món lạp sườn mà tự tay gia đình em làm và chọn từ cái miếng thịt lợn là ngon nhất và ít tăng trọng nhé cô chú anh chị nhé. Em cái này thì em gần như là năm nào Tết đến xuân về quê em cũng không thể nào thiếu, trong mỗi gia đình gần như không thể thiếu cái món lạp sườn đấy ạ. Một túi lạp sườn như vậy đóng gói nửa kg em đang để giá là 120.000 cho túi, 130.000 cho túi nửa kg và 1 kg sẽ là 250.000 nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây sẽ là mắc khén này. Cái túi này là túi mắc khén nhá, một cái túi như vậy ạ, rất là nhiều luôn. Rất nhiều luôn, em đang để giá 120.000 cho túi này với 0,2 kg. Và bên này là hạt dổi này, hạt dổi rừng rang 1-2 hạt dổi thợ thôi là cả xóm biết luôn ạ. Cái độ cực kỳ là thơm. Hạt dổi mắc khén làm gia vị, cái túi hạt dổi này em bán với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em đang có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg và duy xanh 50.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Và hùng nguyễn đây cho chú anh chị này, 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ.
Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, B1 Thái 40.000 cho một lọ, Liền Da Mỹ Tiến 40.000 và Liền Da Sẹo Đen là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kim Kim Bun đặc trị thu nhũn 25.000 trong gói và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1/2 tháng. Sản phẩm này với giá là 35.000 cho một túi 1 kg. Cái sản phẩm phải nói hoàn hảo bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu và hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn đấy ạ. Bên này thì em còn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000 cho một lọ. Cô chú anh chị biết rằng là từ lâu rồi ạ, cái những cái cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe. Và những cái từ những cái giọt tinh dầu hồi thì bên em đã chiết xuất ra những cái giọt tinh dầu hồi như vậy, và chắc chắn rằng sẽ đem đến rất là nhiều những cái công dụng dược liệu tuyệt vời. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó sẽ đem đến cho cô chú anh chị có một cảm giác thư giãn, thực sự thư giãn, dễ chịu và thực sự là thư giãn tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng để cảm nhận cái sự thư giãn tuyệt vời mà nó đem lại đi ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng. À đây, em còn có một cái dề kiều tím này. Dề kiều tím to bự chảng, thân to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Đó, cực kỳ là VIP và đẹp luôn như thế này đấy ạ. Dề rất là to khủng. Cái dề này em xin phép được bán 200.000 luôn cô chú anh chị nhá. Rẻ sập sàn luôn. Cô chú anh chị chắc chắn rằng khi mà nó nở hoa cô chú anh chị sẽ mê với những cái cần hoa vô cùng là mập của nó. À, thân to như ngón chân tay cái luôn ạ. À đây em còn có thêm mấy cái chậu bạch nhạn này. Các chú ý chị nào yêu thích cái dòng hoa bạch nhạn thì sưu tầm nhá. Cái chậu này em gọi là chậu số 15 150.000, 16 150.000 và 16 10 14 150.000 và 13 là 100.000. Em cảm ơn cô chú ý chị đã theo dõi ạ. Em và em xin phép được dừng clip ở đây.